trai tân sống với gái hai con, xâm hại con người tình. Thưa quý vị và các bạn, người phụ nữ sống chung với phi công trẻ là Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1971, sống tại xã Giao Thủy, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, chị Lệ gặp phải người chồng Vũ Phu nên cuộc sống của hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chị Lệ và chồng ly hôn và sau đó chị Lệ nuôi hai người con gái. Chị Lệ gửi lại hai đứa con nhỏ cho bà ngoại nuôi để đi làm xa. Thời gian này chị Lệ quen được Lê Văn Chất, sinh năm 1984, xã Hòa Bình, Trà Ôn. Chất là trai tân nhỏ hơn chị Lệ 13 tuổi, nhưng hai người có tình cảm và ở nơi xứ lạ quê người. Đôi tình nhân góp gạo thổi cơm chung, sống với nhau như vợ chồng. Vào khoảng tháng 4 năm 2014, Chất dắt người tình về quê ra mắt gia đình và hai người ở lại quê cất nhà riêng sinh sống gần cha mẹ của Chất. Lúc đầu Chất tỏ ra thương yêu, trí thú làm ăn khiến chị Lệ cảm động. Sau đó chị Lệ lần lượt đón hai con là TN sinh năm 2003 và TU sinh năm 2002 sống chung để tiện chăm sóc. Tuy nhiên chị bất ngờ khi hai đứa con tố cáo bị chất xâm hại tình dục. Một ngày đầu năm 2016, chị Lệ chết lặng khi hai đứa con làm đơn tố cáo chất xâm hại tình dục. Hai đứa cho biết cha Dượng đã xâm hại nhiều lần từ khi còn ở quê Trà Ôn và ở Bù Nho và những lúc mẹ vắng nhà. Tại cơ quan điều tra, Chất thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Chất khai không nhớ rõ thời gian xâm hại tình dục bé TN. Những lúc chị Lệ vắng nhà, Chất dở trò đối bại với TN, còn TU thì bị xâm hại tình dục khi về nhà ở chung được 3 ngày. Lúc đó chị Lệ đi chợ, ở nhà chỉ còn cha dượng với con riêng vợ. Cũng với chiều dụ dỗ rồi thực hiện hành vi đổi bại. Khi gia đình ở bù nho, chất cũng nhiều lần xâm hại tình dục cho đến khi bị TU và TN tố giác. Hôm Tòa án Nhân dân Vĩnh Long đưa vụ án hiếp dâm trẻ em ra xét xử, bị cáo tỏ ra xấu hổ khi gặp lại người thân, nhất là người tình từng đầu ấp tay gối. Tòa tiên phạt bị cáo Lê Văn Chất 16 năm tù, tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Phú Giường, tỉnh Bình Phước kết án 4 năm tù đối với Lê Văn Chất, tội giao cấu trẻ em. Như vậy, bị cáo chất chấp hành hai bản án là 20 năm tù. Mới đây, dư luận cũng từng xôn xao về việc cháu bé bị bố ruột và ông nội hãm hại suốt thời gian dài. Nạn nhân là bé PTLD, 11 tuổi, trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, bé D bị bố đẻ là Phan Thanh T, 36 tuổi và ông nội là Phan Thanh S, 62 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần. Làm việc với cơ quan điều tra, T thừa nhận từ tháng 7 năm 2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái 4 lần. Lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Còn ông S cũng thừa nhận từ khoảng tháng 3 năm 2016 đến khoảng tháng 2 năm 2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.